Ok, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Son Piaz. Và trong video ngày hôm nay rất là vui mừng khi mà tôi sẽ làm một video, đó là rút về gần 100 triệu. Rút về gần 100 triệu đó là 4.108 đô. Và đây là một trong những lần đầu tiên mà Son Piaz nói về cái mức thu nhập của mình một tháng. Nhưng thực sự đây chỉ là một trong những nguồn thôi, một trong những cách mà Sơn kiếm được tiền thôi các bạn. Các bạn có thể tìm ở trên kênh YouTube đó là Son Piaz, hoặc là các bạn lên YouTube này, các bạn tìm với từ khóa là kiếm tiền online Son Piaz thì sẽ ra rất là nhiều cách, những hướng dẫn chi tiết từ A tới Z, không, step by step để các bạn có thể làm theo từng bước một về kiếm tiền online, MMO hay là Affiliate Marketing, Digital Marketing đó. Bên cạnh đó thì thời gian gần đây thì Sơn đang tổng hợp lại khoảng hơn 20 cách để tạo ra nguồn thu nhập trên online đó. Thì bên cạnh đó thì có là Clickbank này, kiếm tiền Brave này, kiếm tiền trên điện thoại smartphone này, rất là nhiều cách khác nhau các bạn. Thì mình đang tổng hợp lại để đưa nó lên trên kênh YouTube này đó. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video là hướng dẫn các bạn và cái bằng chứng thu nhập thực tế để rút ra được là hơn 4.000 đô, hơn 4.000 đô là tương đương là gần 100 triệu các bạn, 94.809.000. Và cái giá BAT đây thì nãy giờ nó luôn luôn nó thay đổi, nó sẽ dựa vào cái coin market khác ở đây. Trong cái tháng trước thì mình có làm ra một cái video để quay lại và rút được tiền, đúng không nào? Thì lúc đó cái đồng BAT này nó chỉ có trị giá là 0.17 đô thôi, nhưng ngày hôm nay nó là 0.20 đô. Đó, các bạn có thể tìm ở trên đây này, kênh YouTube của Sơn, đó là Sơn đã tổng hợp lại tất cả những cái toàn tập về kiếm tiền với Brave mà các bạn không cần phải bỏ vốn nha, không cần phải bỏ vốn. Nên Son Piaz đó là một kênh rất là uy tín để dạy cho các bạn và giúp cho các bạn về kiếm tiền online. Thì tại sao ngày hôm nay tôi lại quay cái video này? Thì liệu rằng có phải là tôi khoe khoang với cái mức thu nhập của mình đó là 100 triệu một tháng với Brave hay không? Thì thực sự tôi chia sẻ video này để các bạn có một cái niềm tin thực tế về kiếm tiền online là nó có thật, được chưa nào? Nó là có thật, và đây là một cái nghề, không, rất là nhiều triệu phú trẻ ở trên thế giới, ở nước Mỹ, ở nước ngoài mà Sơn follow thì họ có thể kiếm được cái nguồn thu nhập khổng lồ từ đây. Và đây cũng sẽ là cái điều mà các bạn các bạn trẻ, các bạn khi mà các bạn làm sẽ các bạn trở thành một cái niềm tự hào của gia đình khi mà thu nhập của bạn cao lên. Nhưng dĩ nhiên là những cái điều này nó rất là chính đáng nha các bạn, nó không phải là các bạn phải làm việc phi pháp hay cái gì cả. Các bạn nó làm rất là chính đáng, từ cái việc là bạn là một người làm affiliate, một người làm về marketing, một người là về make money online. Thì trên online nó rất là nhiều hình thức kiếm tiền khác nhau, nhưng ở trên kênh Son Piaz đây thì đang chia sẻ khoảng hơn 20 cách để tạo được nguồn thu nhập ở trên internet. Và các bạn có thể làm online tại nhà và tận dụng vào những thời gian nhàn rỗi của mình khoảng 15-20 phút hay là 1 cho tới 2 giờ làm việc mỗi ngày, đều đặn. Và Sơn cũng đã từng dạy cho và huấn luyện cho và đã giúp đỡ cho rất là nhiều bạn trẻ, thậm chí sinh năm 98 có, sinh năm 2000 có. Còn nếu mà sinh năm 90 trở về trước thì cũng rất là nhiều, và họ có thể kiếm được thu nhập vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu một tháng thu nhập, được chưa? Nên các bạn hãy phấn đấu đi, và Sơn tin chắc rằng Sơn làm được, những người khác làm được thì các bạn cũng sẽ làm được điều này. Nên các bạn có niềm tin bản thân mình không nào? Không, các bạn hãy comment phía bên dưới là các bạn là tôi tin vào tôi, không, tôi tin vào tôi. Đây là một cái năng lượng mà các bạn cần phải có, không, bạn phải tin vào chính bạn trước đã thì người khác mới tin bạn được, gia đình mới tự hào về bạn được, họ mới tin tưởng vào những gì mà bạn đang làm. Và thêm một cái điều nữa, nếu như bạn thấy những video mà Sơn chia sẻ cho các bạn hữu ích thực sự thì thứ nhất bạn hãy comment xuống cái bài học của bạn học được sau mỗi video là gì, hoặc video này bạn thấy nó hữu ích với các bạn, bạn comment phía bên dưới là cảm ơn Sơn, cảm ơn Sơn, đúng không nào? Để Sơn biết được rằng các bạn đang theo dõi video, không, và hãy bấm một nút like nữa, bấm một nút like nữa. Các bạn nó thờ ơ quá, đôi khi các bạn rất là thờ ơ bởi vì có những cái tin comment rất là tiêu cực, những comment đó mà không có hay, nhưng mà các bạn không có phản hồi lại những cái comment đó thì bạn đang để cho cái việc xấu nó tiếp tục phát huy đi, được chưa nào? Các bạn hãy comment nó tích cực lên các bạn, và comment vào bài học hay là comment về những cái gì mà nó tích cực, những cái gì mà nó tạo được cái năng lượng cho nhau. Hãy nhớ này, những người ưu tú sẽ tạo ra những người ưu tú xung quanh họ, được chưa nào? Ok, thì trong cái video này thì Sơn sẽ nói về lại với quy trình rút tiền về ví cho các bạn nhé. Tại vì có nhiều bạn chưa có hiểu về Brave. Thì đầu tiên này, nếu như bây giờ bạn chưa biết về Brave thì hãy vào trên kênh YouTube của Son Piaz, bấm một nút đăng ký ở đây. Các bạn vào kênh này. Rồi sau đó các bạn nó vào mục danh sách phát nhé. Vào mục danh sách phát, và Sơn đang tổng hợp lại đó là toàn tập về kiếm tiền Brave và không cần phải bỏ vốn nha. Hãy nhớ không cần phải bỏ vốn. hiện tại đang là tháng 10, bạn nỗ lực hết sức mình, bạn vẫn có thể kiếm được khoảng 20 triệu, 50 triệu thu nhập từ bây giờ đến Tết. Điều này hoàn toàn có làm được. Quan trọng là anh em có tin tưởng vào bản thân mình hay không. Đó, và Sơn có làm cái video này, cách để tuyển hàng trăm referral mỗi ngày. Bạn hãy coi video này thật là kỹ, làm theo chính xác những cái điều mà Sơn chỉ dẫn, hướng dẫn, các bạn chắc chắn sẽ thành công, có cái kết quả, được chưa nào? Nói lại một chút. Đây là bước số 1 các bạn ạ. Hãy nhớ này, Brave nó sẽ xác nhận là sau 30 ngày nha, nên nhiều người bạn mới làm được 1-2 ngày bảo ủa anh Sơn ơi sao chưa có tiền. Thì hãy nhớ này, nó sẽ xác nhận sau 30 ngày. Và cứ một lượt xác nhận như vậy thì tăng thời điểm hiện tại nó không phải 5 đô. Nó sẽ chia ra các vùng, vùng 1, vùng 2 thì vùng 3 thì là trên 5 đô, vùng 1 là 7.5 đô, 1 referral. Ở vùng 2 là 6.5 và vùng 3 là 5 đô. Còn đó, Việt Nam hay là những quốc gia khác nó sẽ rơi vào vùng 5. Vùng 5 là được 1 đô. Thì các bạn, câu hỏi đây là 1 đô thì nó ít quá. Thử hỏi các bạn này, rất là nhiều bạn nó đang làm về Việt Nam ngày nay hay là báo hay là những cái app khác đó, nó chỉ được 1.000 đồng, 2.000 đồng trên một lượt chia sẻ thôi. Còn đây 1 đô la này bao nhiêu? Nó lên tới 20 mấy nghìn đồng. Thì có phải là gấp cả chục lần những cái app mà bạn đang làm không? Thu nhập rất là cao các bạn. Còn nếu như bây giờ các bạn nó xem video mà Sơn dạy cho các bạn đó, các bạn hoàn toàn có thể tìm được những referral 7.5 đô trên một lượt giới thiệu như vậy, được chưa? Thì các bạn hãy nỗ lực đi và hãy làm theo những hướng dẫn mà Sơn chia sẻ. Ngay cả khi bây giờ 1 đô chăng nữa thì nó vẫn còn rất là cao. Rồi, bây giờ khi mà nó đã xác nhận rồi đúng không nào? Thì bây giờ này, sau 30 ngày á, thì từ tài khoản Brave á, nó sẽ trả tiền với chúng ta về cái ví Uphold, và chúng ta sẽ nhận được cái email thông báo. Đây, nó sẽ là nhận được email thông báo, nó sẽ như vậy này. Đây nhá, đây là email của Sơn này. Và Sơn có tổng cộng là 8 cái tài khoản Brave, 8 tài khoản Brave. Thì từ cái email này này các bạn, đây, 8 tài khoản Brave. Và ngày hôm nay á, là ngày 10 tháng 10 thì mình nhận được là 6 tài khoản nó về rồi. Có thể là chỉ còn 2 tài khoản nữa thì nó sẽ về trong 1-2 ngày tới thôi. Nhưng mà nó sẽ thường nó sẽ về ngày mùng 9 các bạn. Về ngày mùng 9 là ngày hôm qua đó. Hôm qua tiền nó về rồi. Đấy. Đây, thì có 8 tài khoản của Sơn. Thì bây giờ có 6 tài khoản là về tiền. Và tổng cộng số đồng BAT mà mình nhận được là 19.901 đồng BAT. Và quy ra số tiền đô là 4.079 đô, tương đương là 94.717.031 đồng. Thì cái đồng này nó luôn luôn nó xê dịch và nó nhảy liên tục các bạn. Nãy giờ các bạn review cho các bạn là mình đã chênh lệch một chút về cái đồng tiền này rồi. Đấy. Rồi khi mà nó về ví Uphold rồi thì các bạn hãy chuyển cái đồng BAT này từ ví Uphold sang đồng Bitcoin. Và từ cái Bitcoin này các bạn sẽ chuyển về cái sàn là Remitano. Đó, các bạn chuyển về Remitano và sau đó các bạn bán nó và lấy tiền. Thì trước đây là mình cũng có làm một cái video này. Trong tháng trước là mình đã làm một cái video đó là rút về 2 triệu thôi. Nhưng tháng này thì hơn gấp 50 lần. Đó là rút về gần 100 triệu. Tháng sau cũng sẽ như vậy nữa các bạn. Ok chưa nào? Thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn từng bước lại này. Đầu tiên này mình bấm vào cái ví ở đây. Đó là Brave Reward ở đây. Sau đó các bạn chọn vào cái phần là Send to Crypto. Đó, Send to Crypto. Bạn chọn là đồng BTC là Bitcoin á. Rồi, thế bây giờ này là mình sẽ cần phải nhập cái ví của mình vào, cái ví của mình trên sàn Remitano về. Thì bây giờ để nhập cái ví này thì các bạn vào trong phần của ví Remitano. Bạn chọn phần bảng điều khiển, chọn vào ví ở đây. Sau đó bạn chọn vào phần nạp. Nó sẽ ra là cái liên kết ví. Đây là liên kết ví của bạn nha. Rồi bạn quay lại cái phần Uphold. Bạn dán cái liên kết ví ở đây. Dán liên kết ví. Rồi sau đó bạn sẽ chọn là cái phần là amount. Amount đây là khối lượng mà các bạn muốn nó chuyển về. Giả sử đi bây giờ Sơn có 19.000 BAT. Mà Sơn nó muốn là chuyển về 1.000 thôi. Giả sử như vậy mình muốn chuyển về 1.000 thôi. Thì nó sẽ quy ra được là tổng số BTC đó, Bitcoin mình nhận được là bao nhiêu. Đó, được chưa các bạn? Thì nó giống như cái video mà trước đây mà Sơn đã review cho các bạn rồi đó. Thế giả sử đi bây giờ mình muốn chọn hết thì mình chọn vào phần là You Own Available File. Đó, với cái thông điệp gì thì mình gõ vào đây. Và tổng cái số mà BAT mà mình sẽ nhận được, tổng số BAT mình sẽ nhận được là 0,46 BAT, 0,46 BTC Bitcoin, xin lỗi các bạn, 0,46 Bitcoin. Đấy, và đây là số tiền mà mình sẽ nhận được. Đấy, thì giả sử đi bây giờ là mình muốn nhận hết số tiền này, chuyển từ đồng BAT về đồng Bitcoin thì mình sẽ chọn về confirm. Mình chọn confirm. Thì khi mà mình đã chọn confirm đây, nó sẽ yêu cầu cho mình là 6 cái mã số. 6 cái mã số này ở bên Uphold, và đó là cái xác nhận hai bước. Trước đây mình đã đăng ký, còn nếu mà ai không đăng ký thì nó sẽ không hiện ra bước này, cũng không sao cả nha các bạn. Rồi, thì cái mã số ở cái này nó sẽ hiện ra được là 1 phút nó sẽ nhảy một lần. Nó có 6 cái số. Bây giờ mình sẽ nhập vào 023 confirm. Ok. Thì nó đã có một cái thông báo. Bây giờ các bạn đã bấm vào phần là trang chủ của nó này, Uphold này. Bạn kéo xuống dưới. Nó sẽ có một cái thông báo là vừa mới gửi đi 19.901 đồng BAT, và cái giao dịch này thì đang được chờ để xét duyệt. Thì sau một vài phút đó, nó sẽ chuyển về ở đây, nó sẽ chuyển về cái ví ở đây, đồng Bitcoin nó sẽ chuyển về đây. Thì chút nữa nó sẽ nhận được tiền, và sau khi mà các bạn nhận được tiền đó, thì các bạn nó sẽ lên cái sàn này, các bạn chọn để bán, nó, được chưa nào? Để bán nó. Và thì trong tích tắc thôi, nói chung là tất cả cái giao dịch này nó chỉ trong khoảng 10 phút thôi, thì các bạn sẽ nhận được tiền Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng. Đó, thì chút nữa trong cuối video thì mình sẽ nói với các bạn nhé. Đấy, thì bước số 4 này, khi mà đồng Bitcoin về với cả Remitano, các bạn bán Bitcoin về và chuyển về tiền ngân hàng, thì video trước là mình đã làm ra được những cái hướng dẫn rồi. Rồi, ok, thì trong lúc nó đợi một chút này, các bạn hãy nhớ này, các bạn đã follow Sơn ở trên Facebook đi, đó là Facebook là Nguyễn Tùng Sơn. Các bạn bấm vào phần follow xem trước á, thì mỗi khi mà Sơn có những cái video mới các bạn, hay là những cái thông tin, những cập nhật mới, các bạn sẽ các bạn sẽ nắm bắt được trước, ok chưa? Và Sơn có một cái group, trong group này nó gọi là trở thành chiến binh Affiliate Marketer cùng với cả Son Piaz này, thì Sơn sẽ luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất, ví dụ là 4 nguồn tạo được thu nhập từ online năm 2019, hay là Sơn có chi tiết ra những cái hướng dẫn ra cụ thể đó, thì để cho các bạn đó, có thể là nắm bắt được cái cách làm nhanh nhất, thay vì các bạn phải đợi video ở trên kênh YouTube đó. Và kênh YouTube thì cũng là một trong những cái nguồn thông tin để các bạn có thể lưu trữ được. Các bạn đó, bấm vào like video, hoặc các bạn đã chọn để các bạn tạo ra một cái danh sách phát mới ở trên kênh YouTube của các bạn nha. Đấy, thì đó là một vài những cái lưu ý để các bạn có thể nắm vững được. Rồi, thì bây giờ là trong cái lúc mà mình chờ đợi là xem refresh thử xem là tiền nó đã về hay chưa. Thường là trong cái giao dịch là tất cả mọi thứ nó sẽ diễn ra trong khoảng 10 phút. Thì bây giờ mình sẽ đợi một chút nha các bạn. Ok ha các bạn, và trong khi mà chờ đợi một vài giây á, thì bây giờ trên tài khoản Remitano của Sơn đã về 0,46 đồng BAT rồi. Bây giờ nhá, mình có vào cái khu vực là bán ngay này, mình bấm vào phần khu vực bán ngay. Giả sử bây giờ Sơn muốn bán hết số tiền đi, thì bây giờ mình bấm vào phần là bán ngay, đó. Và tổng cái số tiền mà mình bán được á, là 3.961 đô. Ồ, thu phí kinh khủng quá. Số tiền mà mình kiếm được là 95 triệu mà nó thu phí cho mình tới 5 triệu, thu phí quá nhiều. Đó. Thì bây giờ là mình bấm vào phần là bán ngay. Rồi sau đó thì mình sẽ chọn vào phần là tiếp tục. Tại vì lần trước á, trong video trước đây á, mình đã làm ra một cái video đó là mình add thông tin tài khoản ngân hàng của mình vào hết rồi. Bây giờ là mình chỉ chọn vào phần là tiếp tục thôi. Tiếp tục. Và xác nhận rút số tiền là 90.259.798 đồng về. Rút tiền. Chọn cái tài khoản của mình và xác nhận, nhập số tiền cần rút, xác nhận 90.259.798 triệu. Rồi nó sẽ gửi về tài khoản ngân hàng cho mình xác nhận. Thì nói chung là tất cả mọi diễn biến nó sẽ chỉ diễn ra trong vòng là một vài phút thôi. Thì cái tháng trước này mình nhận là tổng số tiền là gần 2 triệu, tháng này mình nhận số tiền là 90 triệu. Đó, chút nữa đợi chút nha các bạn. Thì ngay khi mà nó chuyển về cái tài khoản ngân hàng của Sơn đó, thì nó sẽ có thông báo qua SMS Banking. Và khi mà nó thông báo qua SMS Banking á, thì mình sẽ chụp nó lại cho các bạn coi cái bằng chứng mà mình rút được tiền. Thì nó sẽ có hai cái này. Thứ nhất là cái mã rút tiền ở đây này, nó sẽ trùng với cái mã rút tiền mà mình sẽ nhận được ở trên SMS Banking. Ok chưa các bạn? Đó, nó phải trùng được với nhau thì chứng tỏ là hai cái giao dịch này là một. Đó, nên các bạn hãy nhớ này, nếu như các bạn coi video tới điểm hiện tại rồi mà các bạn thấy nó vẫn các bạn vẫn xem tới điểm hiện tại đó, thì các bạn hãy comment là cảm ơn Sơn nếu như bạn thực sự thấy nó ý nghĩa. Và hãy giúp Sơn một điều đó là trong những cái video mà các bạn xem, các bạn thấy có ý nghĩa, có các bài học nào, các bạn hãy comment cái bài học xuống. Có những người mà họ comment chưa được tích cực cái lắm, hay còn gọi là tiêu cực thì các bạn hãy giúp, đó là hãy cho họ hiểu được là trên kênh của mình đang chia sẻ những cái điều gì và nó thực sự mang lại ý nghĩa cho người khác ra làm sao. Những cái comment của bạn đó, nó sẽ loại trừ đi những cái thành phần tiêu cực. Có phải là những cái điều tốt đẹp thì đôi khi mà các bạn hay im lặng, hay là các bạn thậm chí các bạn cũng sẽ im lặng những cái điều mà nó không hay và cứ để cho nó tiếp diễn. Nên là khi mình nhìn thấy những cái điều đó, mình cảm thấy năng lượng nó bị tụt xuống đó các bạn. Trong khi mình đang chia sẻ những cái điều này hoàn toàn miễn phí và mình giúp cho các bạn, đó là cái tâm huyết của mình thực sự mong muốn cho các bạn đạt được những cái thành quả giống như mình đã đạt được. Mà mình đã làm điều này rất là nhiều năm rồi các bạn, nó không phải là ngày hôm nay mình mới làm, không, mà mình cũng không phải là làm, nó chỉ là vì cái lợi cá nhân. Bởi vì sao? Có những bạn nó cứ nghĩ rằng mình chia sẻ cái Brave này thì mình kiếm được nhiều tiền từ cái YouTube lắm, nhưng thực ra này nó chỉ là 1/10 hoặc là thậm chí là 1/15 hay là 1/20 số tiền mà mình kiếm được tiền từ cái review thôi. Còn lại mình có những cái nguồn riêng của mình tạo được cái traffic riêng các bạn, traffic riêng. Nên bởi vậy đó là sự khác biệt của những học viên học vào chương trình chuyên sâu, học vào chương trình online coaching 1-1, thì các bạn sẽ được dạy về những cái bí quyết, về những cái cách làm marketing của mình và làm sao đó các bạn có thể kiếm được 40 triệu, 50 triệu một tháng thu nhập từ trên online. Đó, và học viên của mình đã làm được điều đó rồi các bạn. Thì ngày hôm nay là mình chia sẻ những điều này, bạn hoàn toàn có thể là đi sau nhưng bạn vẫn có thể kiếm được 10-20 triệu hay là số tiền lớn hơn như vậy, đúng không nào? Nên hãy giúp Sơn comment những điều tích cực ở trên kênh để cho nhiều người khác họ hướng đến. Có nghĩa là những cái điều tích cực nó sẽ lan tỏa, những điều tích cực nó sẽ lan rộng ra các bạn. Ok, rồi thì mong các bạn hãy hiểu được và hãy bấm một nút like video này nếu như bạn thấy nó ý nghĩa, hữu ích. Hãy lưu video này về, bởi vì tháng sau các bạn sẽ nhận được tiền từ Brave, để các bạn sẽ tìm đến cái video này, các bạn sẽ coi được cái cách rút tiền nó sẽ dễ dàng hơn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đợi nó một chút, tiền sẽ về trong đâu đó nhanh chóng thôi các bạn. Ok thưa các bạn, và tuyệt vời quá, tiền đã về rồi. Đây cho các bạn xem trên tài khoản cá nhân của Sơn, tiền mới về đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Tổng số tiền là đây là cái mà mình đã chụp lại ở trên điện thoại smartphone, sau đó mình đã gửi vào đây cho các bạn nhìn thấy nhá. Số tiền rút về là 90.259.798 đồng, thì nó trừ đi mình khoảng 5.000 đồng, 7.000 đồng tiền phí giao dịch. Và cái mã này, các bạn nhìn thấy cái mã này W9143501702 này, đó thì nó trùng khớp với nhau cái số tiền mà mình đã được nhận về. Thì cái số tiền mà trong cái tháng vừa qua tổng kết lại mình đã làm với Brave thì đáng lẽ ra đã gần 100 triệu các bạn, chẳng qua là nó trừ đi ít tiền phí thôi, thì mình thấy nó cũng không đáng là bao nhiêu hết. Đây là một trong những nguồn mà Son Piaz đã tạo được thu nhập ở trên online. Hy vọng rằng video này nó sẽ hữu ích và giúp cho các bạn đó có được một cái động lực, một cái niềm tin vào kiếm tiền online, và các bạn nó bứt phá hơn từ bây giờ đến năm sau. Đó, và mình có được những cái sự phát triển mới trong cái công việc của mình nha các bạn. Đó, và hãy tiếp tục follow theo những cái gì hướng dẫn của Sơn ở trên kênh YouTube cũng như là trên Facebook cá nhân của Sơn nha các bạn. Đó, các bạn nào mà chưa có kết bạn với Sơn trên Facebook cá nhân đây, thì bạn kết bạn với cả Sơn là Nguyễn Tùng Sơn nha các bạn. Các bạn bấm vào nút follow xem trước bấm một nút follow xem trước để mỗi khi mà Sơn có video mới nhất hoặc là bài post mới nhất trên trang cá nhân thì các bạn đều nhìn thấy được cái thông báo. Đó, và hãy bấm vào like những cái bài viết của Sơn để các bạn sẽ thường xuyên bạn nhìn thấy bài post nha các bạn. Ok rồi, chúc các bạn thành công, và bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn hãy comment phía bên dưới video này được nhận sự hỗ trợ giải đáp tốt nhất từ Sơn cũng như là từ cộng sự của Sơn. Hãy bấm một nút like nếu như bạn thấy yêu quý video này, và đừng quên bấm một nút đăng ký kênh YouTube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Ok rồi, cho các bạn show lại một lần nữa, tháng vừa rồi trên Brave rút về hơn 90 triệu, gần 100 triệu rồi, và trong tháng tới thì sẽ còn nhiều sự đột phá hơn nữa. Thì các bạn đấy, nếu như các bạn đã chưa biết gì về Brave, các bạn hãy vào kênh YouTube của Sơn, vào mục danh sách phát, mình có tổng hợp lại tất cả những video nói về Brave đó, để các bạn có thể biết được cái cách làm đó. Các bạn bấm vào đây nhá, toàn tập về kiếm tiền Brave không cần phải bỏ vốn đó. Hãy xem thêm cái video là cách tuyển hàng trăm referral mỗi ngày ở đây, bạn sẽ học được bí quyết nào đó mà Sơn đã kiếm được thu nhập rất là lớn ở trên internet. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye, Sơn Piaz từ thành phố Hồ Chí Minh. Good night các bạn.